Xin chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn tham gia về trò chơi giải cứu các linh hồn 2021 thiên đường, nâng level từ 41 đến 50. Một không gian ngoài hành tinh, một phi hành gia bất ngờ chạm trán với người ngoài hành tinh trong không gian, cứu anh ta khỏi những người ngoài hành tinh điên rồ. Bắt đầu bên level 41 nào. Anh ấy đang tìm nước thì có con quái vật nhảy lên này, cho con chuột này, cho con chuột, cho con quái vật để ăn con chuột thì nó chạy mất. Xong level 41, xong level 42, đây còn hai con quái vật này, hai con người ngoài hành tinh này. Đây là con mẹ, đây là con chụp ảnh, đây là con mẹ, con nó sợ, con mẹ tức giận nào. Bây giờ tìm cách nào lấy cái kem đánh răng, lấy lau đánh răng. Con này nó thích được đánh sạch sẽ, thành màu này trắng. Thế là sang level 42, sang level 43, đang đi bị người ngoài hành tinh bắn mất tên lửa rồi. Bây giờ làm thế nào thì không tên lửa thì thay tên lửa mới. Nhảy từ sang tên là mới, thế là xong. Thế là xong level 42, 43, sang level 44. Level 44, bây giờ người ngoài hành tinh đang chiếu tia laser để chắn thương người này và con phi thuyền. Làm cách nào để quay lại được phi thuyền? Cái gì đây? Khiên chất nóng đây, đây. Cọc bóng bay, cái cọc bóng bay và cái chai nước này, xong rồi đáp vào, đáp lên cái phi thuyền cho nó bị chặt. Đó, thế là phi thuyền thế là chạy sang được cái phi thuyền, là thoát được người ngoài hành tinh rồi. Sang đây là 45, bây giờ phải vứt cái mũ bảo hiểm cho người này, nhưng bị con quái vật nó chắn ở giữa. Thế bây giờ phải cho nó ăn cái gì đấy, ăn cái gì, súng, bom, cho nó ăn bom để cho nó chết thì thế nào, bùm, xem nó có chết không. Đấy, cho nó cục bom. Thế là được rồi, cứu được người kia rồi. Người này đang bị người ở hành tinh giật điện này, tay bắn tia laser. Thì bây giờ làm cái nhà để cứu được người ta. Máy bóng bay, quạt, hay là máy hút bụi, bột phổi, lấy cái quạt này để cái quạt này nó sẽ phản lại thì nó sẽ bắn vào. Đây, con này bị cháy rồi. Sang level 46, sang level 47. Người này đang trở lại trái đất rồi. Thế là phi thuyền đã bị vỡ. Bây giờ thoát ra ngoài được rồi. Làm cách nào?
điều khiển xài tên nữa lấy cái xài phản lực này, nó sẽ bay được về trạm trung tâm này. Xong level 47 sang level 48. Đã bị người ngoài hành tinh chắn là làm hàng rào giữa người này và tên này. Lấy cây chỉ đầy khoan, lấy hàng, lấy 500 hút là không phi thuyền. Là sang level 49 rồi, sang level 50 à. Ồ, cái con quái bật hút vào rồi. Bây giờ làm cái lấy cái tất này cho con quái vật này nó ngửi được mùi tất này, nó sợ nó phải chạy này. Xong là vào 50. Hello, bây giờ là 49, còn đây là 50 nữa. Đã biết người ngoài hành tinh tấn công thì bây giờ vứt cái gì ra, quả trứng, tấm lưới, bom, tên lửa, vứt quả trứng này ra này, nó sẽ làm che được cái màn hình của con người ngoài hành tinh này đi, người ngoài hành tinh phải chạy đi. Thế là xong rồi cái level 50. Xin hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.